Rồi, kênh Qua Xứ Tây Ninh xin chào tất cả các bạn. Chúc một ngày mới vui vẻ, an lành và hạnh phúc nha mọi người. Bữa nay sẵn tiện mình thay chậu cho cái cây sứ ghép Long Thành á. Sẵn mình quay chia sẻ với lại các bạn nào mà mới bắt đầu chơi sứ á. Mới tập chơi sứ á. Thì để mình chia sẻ cái loại chất trồng của mình á cho các bạn mình tham khảo nha. Đó, mình quay một số mặt qua xứ cho mấy các bạn mới nào mới chơi xứ nè, có đam mê qua xứ thì mình vào xem cho vui nha. Này là cái xứ Long Thành mọi người, ghép Long Thành. Rất là nhiều bông luôn. Đây là cây tấn hỷ nè mọi người. Cái màu ở ngoài nó đẹp lắm, ở ngoài nó đỏ đỏ đậm lắm, tại nó vô hình cái màu nó không được đẹp. Đó, cái mặt bông của nó nè, ủa nó bự không? Ở ngoài nó đỏ đẹp lắm. Sao vô hình nó không được đỏ mấy. Nó chá rồi nữa. Này cây cẩm hồng luôn, cẩm hồng và cẩm hồng. Đó, chút nữa mình sẽ thay chậu cho cái cây sứ này nè các bạn. Cái này cũng là ghép Long Thành luôn nè, ghép Long Thành luôn ấy. Gốc của nó nè, tàn thì nó cũng đẹp, tàn thì nó ra nhiều tàn, nhìn cũng rất là đẹp. Rồi mời các bạn mình có đam mê qua xứ mình vào xem cho vui nha, để mình quay cũng chia sẻ một số chất trồng của mình á cho các bạn nào mới đam mê qua xứ mới chơi để mà tiện mà tham khảo nha. Sẵn ở đây mình có chuẩn bị sẵn một ít nè, cái này là cũng là một ít thôi, để mình chút nữa sẵn mình trộn lại đó, đặng mình vô chậu cho mấy cái cây sứ con gieo hạt của mình luôn á. Sẵn mình quay chia sẻ với các bạn nào mới đam mê qua sứ mình vào xem nha. Đó, đầu tiên là cái này là cái mụn dừa nè mọi người. Đó, cái này là cái chất quan trọng nhất trong trồng sứ hoặc là trồng bất cứ loại cây cảnh nào, nó cũng rất là quan trọng. Đây là mụn dừa. Cái mụn dừa là mình làm từ cái mà cái sơ dừa đó, mình sàng nó ra nè, mình sàng mình lấy cái mụn của nó thôi, mình lọc nó ra, mình bỏ bớt mấy cái cọng sơ ra, mình lấy cái mụn dừa thôi. Đó, mụn dừa như vậy nè. Còn ví dụ mà các bạn nào mà chưa biết cách làm lấy mụn dừa thì có thể vào xem cái video trước của mình nha, mình có hướng dẫn chia sẻ cái cách mà mình là làm mụn dừa. Đó, thứ nhất là mụn dừa. Còn thứ hai là cái này trấu nè mọi người. Cái này là trấu hung á. Là trấu là tự mình hung luôn á. Chứ không phải tro trấu nha mọi người, tro trấu là người ta đốt ra thành tro nhuyễn rí à. Cái loại đó thì nó không có tốt như là mình hung như vậy nha mọi người. Đó, mình hung như vậy thì mình trồng nó sẽ tốt hơn là cái tro trấu nha mọi người. Tro trấu nè. Rất là tốt. Cái này tro trấu, còn cái này vỏ trấu sống nha mọi người. Vỏ trấu sống là đặc biệt là mình phải có vỏ trấu sống này để mình trộn vô để cho nó có cái chất trồng cho mình nó tươi xốp á, thì nó sẽ thoát nước tốt nha mọi người. Nó thoát nước tốt thì cái mình cây sứ nó sẽ bảo đảm hơn nha mọi người. Vỏ trấu sống. Còn cái này là cái đất sạch nha mọi người. Đất sạch này mình có trộn thêm một chút ít nữa phân trộn vô đây nữa nè. Này đất sạch. Đất sạch thì mình có thể ra mấy cái tiệm mà người ta bán mấy cái chỗ mà bán cái chậu hoa cây cảnh rồi đó, người ta có bán cái loại đất sạch này nè. Một bao của nó chừng 20-30 ngàn gì không, nó cũng rẻ lắm chứ không có bán đâu, chừng 20-25 ngàn một bao à. Rồi mình có thể ra bất cứ tiệm nào cũng có cái loại đất sạch này để mình mua về mình trồng. Đây là đất sạch. Còn cái này là phân bò khô nè mọi người. Phân bò khô thì mình cũng mua mấy cái cửa hàng đó người ta vẫn có bán bình thường, còn thí dụ ở nhà mình có thể làm cũng vẫn tốt nha mọi người.
Còn mình không có phân bò thì mình mua phân gà, phân chuồng, thì nói chung mấy cái loại phân chuồng đã qua ủ nó rồi thì mình làm mình trồng nó rất là tốt. Chỗ của mình thì mình có gì thì mình trồng đó thôi, còn thí dụ mà chỗ các bạn mình có thêm cái loại mà rơm mục á, mình thấy một số nhà vườn người ta trồng cái loại mà rơm mục á rồi nó rất là tốt luôn, mình cảm thấy nhận là trồng rơm mục nó cũng rất là hiệu quả luôn. Ví dụ mà các bạn mình có rơm mục thì mình trộn vô thì nó rất là ok nha mọi người. Còn mình đây thì ít có trồng than đá lắm, tại nhiều chỗ thấy người ta trồng than đá đó, bằng than đá mình ở đây mình không có dùng than đá. Còn cái thí dụ mà mình muốn biết cái tỷ lệ của nó như thế nào ấy, thì theo như mình đây thì mình chỉ dùng những sơ dừa là nó nhiều nhất nè, mụn dừa mọi người, mụn dừa là thí dụ 10% đi thì mình cho nó cái mụn dừa này hết là 30% mụn dừa, 20% là trấu hung, còn 50% kia là gồm những các thứ kia mình gồm lại như là vỏ trấu hay là đất sạch hay là phân bò gì đó. Đó, mình cứ tính tỷ lệ chung chung nha mọi người. Nó xong cái mình có thể trộn đều là hết mấy cái thành phần lại với nhau hết luôn, mình trộn chung là hết. Rồi, để bắt đầu bây giờ mình sẽ trộn lại rồi mình thay chậu cái sứ luôn nha mọi người. Nếu các bạn nào có thời gian thì vào xem cho vui nha. Ví dụ mình có xem video của mình, nếu cảm thấy hữu ích thì nhớ đăng ký kênh và bấm vào nút chuông đó mọi người, để khi mình đăng cái video mới nào lên thì nó sẽ hệ thống nó sẽ tự động báo cho mọi người biết nha. Ví dụ đăng ký là nó miễn phí nha mọi người, không có tốn tiền nha mọi người, cứ đăng ký thoải mái, đăng ký kênh ủng hộ mình cảm ơn rất là nhiều luôn. Giờ mình sẽ trộn đều hết này nè. Cái phân bò này mình lưu ý là mình bóp cho nó nhuyễn ra luôn nha. Bóp nhuyễn ra. Nói chung là trồng sứ thì nó cũng dễ mà cũng khó nha mọi người. Nói chung thì sứ thì nó chỉ ảnh hưởng nhất là cái mùa mưa rất là khó chăm sóc luôn. Đặc biệt đối với những cây sứ mà còn nhỏ, sứ con á, rất là dễ thối luôn. Trong mùa mưa thì mình trồng sứ rất là cực luôn. Tại sứ nó chỉ thích hợp nhiệt độ nắng nóng thôi. Trộn đều lại với nhau luôn. Quan trọng là cái vỏ trấu sống này nha mọi người, phải kiếm cái vỏ trấu sống mình trộn vô cho nó thoát nước tốt luôn. Nhiều khi có nhiều cái video mình nói nó hơi nhiều quá, mong các bạn mình có xem cũng thông cảm nha. Nhiều khi mình nói cũng muốn nói nhiều một chút để cho các bạn nào mới chơi sứ đó có thể mà mình dễ để mình dễ hiểu hơn thôi. Nhưng các bạn đừng có vô mà nói mình sao nói dài dòng, nhiều khi cũng có lúc về lúc khác nha mọi người. Cuộc sống là nhiều khi cũng đâu có ai mà tròn vẹn được đâu, nhiều khi có lúc mình nói nhiều cũng có lúc mình nói ít, mong mọi người cũng có xem cũng thông cảm nha. Rồi, trộn đều hết rồi. Nãy giờ mình sẽ cắt cái chậu này ra, bỏ mình lấy cây sứ này mình thay vô cái chậu mũ này nè mọi người. Chậu mũ nè. Các bạn mình trồng sứ cũng lưu ý nha, mình không nên lựa cái chậu mà để trồng cây sứ nó quá to đó với lại cái củ sứ nha mọi người. Nó không nên to quá đó với cái củ sứ nha. Nó chỉ vừa với lại củ sứ là nó ok rồi, không nên nó rộng quá, chậu cũng không nên rộng quá nó cũng không tốt nha. Này với lại mình lưu ý nữa nè. Đó, khi mình mua mấy cái chậu về, mấy chậu mẫu này nè, mấy cái lẩu này là người ta phát sẵn á, nhưng mà đối với mấy cái này nè, ví dụ mấy cái lằn trên này nè, là cái này mình phải phát thêm nha mọi người, phát thêm lẩu đây nè cho nó thoát nước, chứ mình không phát là nó sẽ ứ nước lại đó. Nó dồn nước dưới đây là nó sẽ ứ nước lại dưới này nè, nó không thoát ra được á. Bởi vậy mình lưu ý mình phải phát thêm lẩu cho nó nha. Rồi, bắt đầu để mình thay chậu cho nó nha mọi người. Ở đây thì mình sẽ thay, mình để luôn cái nguyên cái bầu đất này nè, mình không có bỏ đất nha, tại cái này mình cũng mới trồng nè, mình để luôn đất mình thay qua luôn. Đối với mấy chậu mũ đen này nè, mình lấy cái lưỡi lam á, mình gạch nó, mình rập nó ra là cây nó sẽ giữ nguyên cái bầu đất luôn, mình thay qua thì cây nó sẽ không bị ảnh hưởng.
Mình sẽ cho nó vô cái chậu này nè. Còn ví dụ mà ở dưới cái đít chậu này nè các bạn, mình có thể cho một lớp vỏ trấu sống ở dưới này cũng được, hoặc là vỏ đậu khô gì đó cũng được. Còn ví dụ mình không có cái mấy cái thành phần đó thì mình có thể nè, mình có thể kiếm cái vỏ dừa khô vậy nè cũng được nha. Vỏ dừa khô nè mình lót dưới đây cũng được, lót một ít thôi, không cần phải lót nhiều nữa. Tại mình quay có một mình á, tự mình quay rồi mình làm luôn nó hơi khó chút nha mọi người. Các bạn xem cũng thông cảm nha. Mình quay nó không có được rõ ràng, không có chi tiết á. Nói vậy cái mình rinh luôn nguyên cái bầu đất này qua luôn, để sang qua luôn. Nè, thấy không, mình rinh nguyên cái bầu đất cho mọi người, mình sang qua luôn. Nó xong cái mình vô, ví dụ mà cái chậu mà nó thiếu đất thì mình thêm đất vô cho nó được. Khi mà trồng sứ thì các bạn mình lưu ý nha, mình chôn cho nó cái củ cho nó sâu một chút nha mọi người. Chôn cho nó sâu một chút thì cây nó sẽ phát triển tốt hơn nha. Nếu như cây nó phát triển tốt rồi thì tự động cái cây nó sẽ nâng cái bộ củ lên từ từ rồi. Các bạn mình không nên nâng cái củ lên quá sớm nha. Đó, xong rồi nè các bạn. Mình cứ lắp đất cho nó sâu một chút đi. Tự động nếu cây nó phát triển rồi thì rễ nó sẽ tự động nó nâng cái củ lên từ từ rồi. Mình không nên nâng sớm nha mọi người. Rồi các bạn mình đã xem nha. Rồi nhớ đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông để nhận video mới nhất của mình nha mọi người. Còn cái này mấy cái chất trồng này ngày mai mình sẽ trồng lại cho mấy cây sứ con lai tạo mà mình trồng từ hạt đó mọi người. Mình sang chậu mới cho nó đó. Các bạn mình nhớ vào xem ủng hộ mình nha.